Nếu thấy chúng sinh trụ nơi vườn rừng thì ta vì họ nói pháp khiến cho họ xin cầu nhân duyên Phật pháp. Nếu thấy chúng sinh đi trên đường thì ta vì họ nói pháp khiến cho họ hướng về con đường nhất thiết chí. Nếu thấy chúng sinh ở trong xóm làng thì ta vì họ nói pháp khiến cho họ thoát ba cõi. Nếu thấy chúng sinh ở tại nhân gian thì ta vì họ nói pháp khiến cho họ vượt qua đạo hai thừa trụ bậc Như Lai. Nếu thấy chúng sinh ở trong thành quách thì ta vì họ nói pháp khiến cho họ ở trong thành pháp vương. Nếu thấy chúng sinh ở nơi bốn hướng thì ta vì họ nói pháp khiến cho họ được trí huệ ba đời bình đẳng. Nếu thấy chúng sinh ở nơi các phương thì ta vì họ nói pháp khiến cho họ được trí huệ thấy tất cả pháp. Nếu ta thấy chúng sinh nhan sắc hình tướng không đầy đủ thì ta vì họ nói pháp khiến cho họ được sắc thân thanh tịnh của Phật. Nếu thấy chúng sinh hình dung xấu xí thì ta vì họ nói pháp dạy họ tu hành như thế nào khiến cho họ đắc được pháp thân thanh tịnh vô thượng của Phật, đầy đủ 32 tướng 80 vẻ đẹp. Nếu thấy chúng sinh sắc tướng thô ác, ai thấy cũng sợ thì ta vì họ nói pháp khiến cho họ được sắc thân vi diệu không thể nghĩ bàn của Như Lai. Nếu thấy chúng sinh tình nhiều lo buồn thì ta vì họ nói pháp khiến cho họ được an ổn khoái lạc rốt ráo của Phật. Tại sao chúng sinh tình nhiều lo buồn? Vì cảm tình phong phú, cảm tình dụng sự, cho nên đa sầu thiện cảm, việc gì cũng lo buồn, việc không nên buồn cũng sinh buồn. Nếu thấy chúng sinh bần cùng khổ sở thì ta vì họ nói pháp dạy họ gieo phước trồng huệ trước cửa Tam Bảo, đắc được vô lượng công đức bảo tạng của Bồ Tát. Nếu thấy chúng sinh trụ nơi vườn rừng, đây là chỉ những vị tu hành tham trước tịch tĩnh cũng chẳng hiểu Phật pháp, thì ta vì họ nói pháp khiến cho họ siêng năng cầu nhân duyên Phật pháp. Nếu thấy chúng sinh đi trên đường thì ta vì họ nói pháp khiến cho họ hướng về con đường nhất thiết chí. Nếu thấy chúng sinh ở trong xóm làng thì ta vì họ nói pháp khiến cho họ thoát khỏi ba cõi, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Nếu thấy chúng sinh ở tại nhân gian thì ta vì họ nói pháp khiến cho họ vượt qua đạo hai thừa thanh văn và duyên giác mà trụ bậc Như Lai, tức là một thừa Phật đạo. Nếu thấy chúng sinh ở trong thành quách thì ta vì họ nói pháp khiến cho họ ở trong thành pháp vương của Phật. Nếu thấy chúng sinh ở nơi bốn hướng đông tây nam bắc thì ta vì họ nói pháp khiến cho họ được trí huệ ba đời quá khứ hiện tại vị lai bình đẳng. Nếu thấy chúng sinh ở tất cả các nơi mười phương thì ta vì họ nói pháp khiến cho họ được trí huệ thấy tất cả Phật pháp tận hư không khắp pháp giới. Trên đây có 20 môn đều là giáo hóa chúng sinh chưa tích lũy công đức khiến cho họ tu thắng huệ được nhân quả công đức của Phật. Nếu thấy chúng sinh nhiều tham thì ta vì họ nói môn quán bất tịnh khiến cho họ xả lìa ái nhiễm sinh tử. Nếu thấy chúng sinh nhiều sân thì ta vì họ nói môn quán đại từ khiến cho họ vào được siêng năng tu tập. Nếu thấy chúng sinh nhiều si thì ta vì họ nói pháp khiến cho họ được trí sáng quán biển các pháp. Nếu thấy chúng sinh đẳng phần thì ta vì họ nói pháp khiến cho họ được vào biển nguyện các thừa. Nếu thấy chúng sinh thích vui sinh tử thì ta vì họ nói pháp khiến cho họ nhảm lìa. Nếu thấy chúng sinh chán khổ sinh tử, đáng được Như Lai hóa độ họ thì ta vì họ nói pháp khiến cho họ có thể phương tiện thị hiện thọ sanh. Nếu thấy chúng sinh ái trước năm uẩn thì ta vì họ nói pháp khiến cho họ được trụ cảnh giới không nương tựa. Nếu thấy chúng sinh tâm họ hạ lìa thì ta vì họ hiển bày đạo thủ thắng trang nghiêm. Nếu thấy chúng sinh tâm sinh kiều mạn thì ta vì họ nói pháp nhẫn bình đẳng. Nếu thấy chúng sinh tâm họ quanh co thì ta vì họ nói tâm ngay thẳng của Bồ Tát. Nếu thấy chúng sinh nhiều tham, tức là tham tài sắc, danh ăn ngủ thì ta vì họ nói pháp môn quán bất tịnh. Người nhiều tham dục phải tu quán bất tịnh. Quán tưởng chín lỗ trên thân người thường chảy ra đồ bất tịnh, chẳng có chỗ nào đáng ưa thích khiến cho họ xả lìa tư tưởng ái nhiễm sinh tử. Nếu thấy chúng sinh nhiều sân thì ta vì họ nói pháp môn quán đại từ bi khiến cho họ được vào quán từ bi mà siêng năng tu tập. Nếu thấy chúng sinh nhiều ngu si thì ta vì họ nói pháp khiến cho họ được trí huệ sáng suốt để quan sát biển nguồn gốc tất cả các pháp. Tại sao con người ngu si? Vì chẳng minh bạch nhân quả. Nếu họ quán được tiền nhân hậu quả của tất cả các pháp, hiểu rõ tất cả pháp đều do nhân duyên sinh ra thì họ sẽ thông đạt thật tướng các pháp, chứng được trí sáng, chẳng còn ngu si nữa. Nếu thấy chúng sinh tham sân si bằng nhau đẳng phần thì ta vì họ nói pháp khiến cho họ được vào tất cả biển đại nguyện các thừa, nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa, Phật thừa. Nếu thấy chúng sinh thích vui sinh tử thì ta vì họ nói pháp khiến cho họ nhảm lìa sinh tử. Nếu thấy chúng sinh chán khổ não sinh tử
đáng được Như Lai hóa độ họ, thì ta vì họ nói pháp khiến cho họ có thể đủ thứ phương tiện thị hiện thọ sanh, tùy ở trong dòng sinh tử mà chẳng bị nghiệp duyên sinh tử trói buộc, tùy thọ sinh nhưng cũng rất tự tại. Nếu thấy chúng sinh có tình ái chấp trước sắc pháp năm uẩn, thì ta vì họ nói pháp khiến cho họ được trụ cảnh giới không chỗ nương tựa. Nếu thấy chúng sinh tâm họ hạ liệt, thì ta vì họ hiển bày đạo thủ thắng trang nghiêm. Nếu thấy chúng sinh tâm sinh kiêu căng ngã mạn, thì ta vì họ nói pháp nhẫn bình đẳng tu hạnh nhẫn nhục. Nếu thấy chúng sinh tâm họ quanh co nói những lời không ngay thẳng, thì ta vì họ nói tâm ngay thẳng là đạo tràng của Bồ Tát, phải tâm ngay nói thẳng. Ở trên có 10 môn nhưng dùng môn đối trị để phá hoặc chướng của họ. Hỏi: trung đạo có phải là chẳng có cảnh giới vô không chăng? Đáp: trung đạo chẳng phải chẳng có vô không, nó cũng có, cũng có không. Nhưng bạn đừng rơi vào có, cũng đừng rơi vào không. Tức là bạn đừng chấp trước vào không, cũng đừng chấp trước vào có. Đó tức là trung đạo. Đừng chấp trước, chứ chẳng phải nói nó chẳng có. Rơi vào không là bạn thiên về không, rơi vào có là bạn thiên về có, chẳng không chẳng có. Tức là trung đạo, đây là chẳng chấp trước. Nếu tìm trung đạo mà bạn chấp vào trung đạo thì cũng chẳng phải là trung đạo. Thiện nam tử, ta dùng vô lượng pháp thí này đủ thứ phương tiện nhập lấy các chúng sinh, giáo hóa điều phục, khiến cho họ lìa đường ác, thọ vui của trời người, thoát khỏi ràng buộc của ba cõi trụ nhất thiết trí. Lúc đó ta bèn đắc được biển pháp quang minh hoàn hỷ rộng lớn, tâm ta rất sung sướng, an ổn, thư thái. Thiện nam tử, ta dùng 37 môn vô lượng pháp thí trên đây nhiếp thọ tất cả chúng sinh, dùng đủ thứ pháp môn phương tiện giáo hóa điều phục chúng sinh, khiến cho họ xa lìa thống khổ ba đường ác, hưởng thọ phước vui của trời người, thoát khỏi sự ràng buộc của ba cõi trụ nơi nhất thiết trí. Lúc đó ta bèn đắc được biển pháp quang minh hoan hỷ rộng lớn, tâm ta rất sung sướng, an ổn, thư thái. Đây là thấy vật nên đại hoan hỷ. Lại nữa, thiện nam tử, ta thường quan sát đạo tràng chúng hội của tất cả Bồ Tát, tu đủ thứ hạnh nguyện, hiện đủ thứ thân thanh tịnh, có đủ thứ thường quang, phóng đủ thứ quang minh, dùng đủ thứ phương tiện và môn nhất thiết trí, và đủ thứ tam muội, hiện đủ thứ thần biến, vang ra đủ thứ biển âm thanh, đầy đủ các thứ thân trang nghiêm, và đủ thứ môn Như Lai, đi đến đủ thứ biển cõi nước, thấy đủ thứ biển chư Phật, đắc được đủ thứ biển biện tài, chiếu đủ thứ cảnh giải thoát, đắc được đủ thứ biển trí huệ quang minh, nhập vào đủ thứ biển tam muội, du hí đủ thứ các môn giải thoát, dùng đủ thứ môn hướng về nhất thiết trí, đủ thứ trang nghiêm hư không pháp giới, dùng đủ thứ mây trang nghiêm che khắp hư không, quán sát đủ thứ đạo tràng chúng hội, tích tụ đủ thứ thế giới và đủ thứ cõi Phật, đi đến đủ thứ biển phương hướng, thọ đủ thứ sứ mạng Như Lai, theo đủ thứ chỗ Như Lai, cùng tụ hội đủ thứ Bồ Tát, mưa xuống đủ thứ mây trang nghiêm vào đủ thứ phương tiện của Như Lai, quán đủ thứ biển pháp của Như Lai vào đủ thứ biển trí huệ, ngồi đủ thứ tòa trang nghiêm. Lại nữa, thiện nam tử, ta thường quan sát đạo tràng chúng hội của tất cả Bồ Tát, tu hành đủ thứ đại hạnh và đại nguyện. Ta đại thị hiện đủ thứ diệu sắc thân thanh tịnh, có đủ thứ thường quang, phóng ra đủ thứ quang minh, dùng đủ thứ pháp môn phương tiện, nhập vào môn nhất thiết trí, lại nhập vào đủ thứ tam muội. Ở trong tam muội thị hiện đủ thứ thần thông biến hóa, lại vang ra đủ thứ biển âm thanh, đầy đủ các thứ thân trang nghiêm, nhập vào đủ thứ diệu pháp môn của Như Lai, đi đến đủ thứ biển cõi nước của chư Phật, thấy đủ thứ biển chư Phật, đắc được đủ thứ biển biện tài vô ngại, chiếu soi đủ thứ cảnh giới giải thoát, đắc được đủ thứ biển trí huệ quang minh, nhập vào đủ thứ biển tam muội, du hí đủ thứ các môn giải thoát, dùng đủ thứ môn hướng về nhất thiết trí, đủ thứ trang nghiêm hư không pháp giới. Ta lại dùng đủ thứ mây trang nghiêm che khắp hư không, ta lại quan sát đủ thứ đạo tràng chúng hội, tích tụ đủ thứ thế giới, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc thanh tịnh, hoặc nhiễm mô, đều ở trong phạm vi của ta. Ta lại nhập vào đủ thứ cõi nước chư Phật, đi đến đủ thứ biển phương hướng, thọ đủ thứ sứ mạng của Như Lai, theo đủ thứ đạo tràng của Như Lai, cùng tụ hội đủ thứ Bồ Tát ở một chỗ, mưa xuống đủ thứ mây trang nghiêm, vào đủ thứ phương tiện của Như Lai, quan sát đủ thứ biển pháp thâm sâu vi diệu của Như Lai, vào đủ thứ biển trí huệ, ngồi đủ thứ tòa báu trang nghiêm. Đây là trước quán cảnh giới Bồ Tát. Thiện nam tử, ta quan sát đạo tràng chúng hội đó, biết thần lực của Phật vô lượng vô biên, ta sinh tâm đại hoan hỷ.
Thiện nam tử, ta quán đỉnh Lô Giá Na Như Lai, niệm niệm xuất hiện sắc thân thanh tịnh, không thể nghĩ bàn. Ta thấy như vậy rồi, sinh tâm đại hoan hỷ, lại quán Như Lai ở trong niệm niệm phóng đại quang minh, đầy khắp pháp giới. Ta thấy như vậy rồi, sinh tâm đại hoan hỷ, lại thấy mỗi mỗi lỗ chân lông của Như Lai, niệm niệm xuất hiện biển quang minh, nhiều như số hạt bụi vô lượng cõi Phật. Mỗi mỗi quang minh dùng quang minh, nhiều như số hạt bụi vô lượng cõi Phật làm quyến thuộc. Mỗi mỗi quang minh khắp cùng tất cả pháp giới, tiêu diệt tất cả khổ của các chúng sinh. Ta thấy như vậy rồi, sinh tâm đại hoan hỷ. Lại nữa thiện nam tử, ta quan sát cảnh giới, ta quan sát đảnh của Như Lai và giữa lông mày, niệm niệm xuất hiện mây bảo diệm sơn, nhiều như số hạt bụi, tất cả cõi Phật, đầy khắp mười phương tất cả pháp giới. Ta thấy như vậy rồi, sinh tâm đại hoan hỷ. Lại nữa thiện nam tử, ta quán mỗi mỗi lỗ chân lông của Như Lai, ở trong niệm niệm xuất hiện mây hương quang minh, nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật, đầy khắp mười phương tất cả cõi Phật. Ta thấy như vậy rồi, sinh tâm đại hoan hỷ. Lại nữa thiện nam tử, ta quán mỗi mỗi tướng của Như Lai, niệm niệm xuất hiện mây thân Như Lai các tướng trang nghiêm, nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật, đến khắp mười phương tất cả thế giới. Ta thấy như vậy rồi, sinh tâm đại hoan hỷ. Lại nữa thiện nam tử, ta quán mỗi mỗi lỗ chân lông của Như Lai, ở trong niệm niệm xuất hiện mây Phật biến hóa, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, thì hiện Như Lai từ lúc ban đầu phát tâm tu ba la mật đủ đạo trang nghiêm vào Bồ Tát địa. Ta thấy như vậy rồi, sinh tâm đại hoan hỷ. Lại nữa thiện nam tử, ta quán mỗi mỗi lỗ chân lông của Như Lai, niệm niệm xuất hiện mây thân thiên vương, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, và dùng tự tại thần biến của thiên vương đầy khắp tất cả mười phương pháp giới. Kẻ đáng dùng thân thiên vương độ được, liền hiện thân thiên vương để vì họ nói pháp. Ta thấy như vậy rồi, sinh tâm đại hoan hỷ. Như thần mây thiên vương, long vương, dạ xoa vương, cả thát bà vương, Atula vương, Ca lô la vương, Khẩn na la vương, Ma hầu la giả vương, Nhân vương, thần mây phạm vương, thể đều hiện ra ở trong mỗi mỗi lỗ chân lông như vậy, nói pháp như vậy. Thiện nam tử, ta quan sát đạo tràng chúng hội đó, biết thần lực của Phật vô lượng vô biên, ta bèn sinh tâm đại hoan hỷ. Thiện nam tử, ta quán tỷ lô giá na Như Lai, niệm niệm xuất hiện sắc thân thanh tịnh, không thể nghĩ bàn. Ta thấy như vậy rồi, sinh tâm đại hoan hỷ. Lại quán Như Lai ở trong niệm niệm phóng đại quang minh, đầy khắp tận hư không pháp giới. Ta thấy như vậy rồi, sinh tâm đại hoan hỷ. Ta lại thấy mỗi mỗi lỗ chân lồng của Như Lai, niệm niệm xuất hiện biển quang minh, nhiều như số hạt bụi vô lượng cõi Phật. Mỗi mỗi quang minh lại dùng quang minh, nhiều như số hạt bụi vô lượng cõi Phật làm quyến thuộc. Mỗi mỗi lượng quang minh đều khắp cùng tất cả hư không pháp giới, tiêu diệt tất cả thống khổ vô minh của các chúng sinh. Ta thấy như vậy rồi, sinh tâm đại hoan hỷ. Lại nữa thiện nam tử, ta quan sát tướng vô kiến đảnh của Như Lai và giữa lông mày, trong niệm niệm xuất hiện mây bảo diệm sơn, nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật, đầy khắp mười phương tất cả hư không pháp giới. Ta thấy như vậy rồi, sinh tâm đại hoan hỷ. Lại nữa thiện nam tử, ta quan sát mỗi mỗi lỗ chân lông của Như Lai, ở trong niệm niệm xuất hiện mây hương quang minh, nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật, đầy khắp mười phương tất cả cõi Phật. Ta thấy như vậy rồi, sinh tâm đại hoan hỷ. Lại nữa thiện nam tử, ta quan sát mỗi mỗi tướng của Như Lai, niệm niệm xuất hiện mây thân Như Lai các tướng trang nghiêm, nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật, đến các mười phương tất cả thế giới. Ta thấy như vậy rồi, sinh tâm đại hoan hỷ. Lại nữa thiện nam tử, ta quan sát mỗi mỗi lỗ chân lông của Như Lai, ở trong niệm niệm xuất hiện mây Phật biến hóa, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, thì hiện Như Lai từ lúc ban đầu phát tâm tu ba la mật đầy đủ đạo trang nghiêm phước trí, cho đến chứng được Bồ Tát địa. Ta thấy như vậy rồi, sinh tâm đại hoan hỷ. Lại nữa thiện nam tử, ta quan sát mỗi mỗi lỗ chân lông của Như Lai, niệm niệm xuất hiện mây thân thiên vương, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, và dùng thần thông biến hóa tự tại của thiên vương để khắp tất cả mười phương pháp giới. Chúng sinh nào đáng dùng thân thiên vương độ được, thì liền hiện thân thiên vương để vì họ nói pháp. Ta thấy như vậy rồi, sinh tâm đại hoan hỷ. Lại như thần mây thiên vương, long vương, dạ xoa vương, cả thát bà vương, Atula vương, Ca lô la vương, Khẩn na la vương, Ma hầu la giả vương, Nhân vương, thần mây phạm vương, thể đều hiện ra ở trong mỗi mỗi lỗ lông của Phật như vậy, nói pháp như vậy.
Ở trên là quán Phật Thắng Dụng có 10 môn, ta thấy như vậy rồi, ở trong niệm niệm sinh tâm đại hoan hỷ, sinh tâm đại tin ưa, lượng bảo pháp giới nhất thiết trí, chỗ xưa kia chưa đắc được, nay mới đắc được, chỗ xưa kia chưa chứng, nay mới chứng, chỗ xưa kia chưa vào, nay mới vào, chỗ xưa kia chưa viên mãn, nay mới viên mãn, chỗ xưa kia chưa thấy, nay mới thấy, chỗ xưa kia chưa nghe, nay mới nghe. Ta thấy đủ thứ cảnh giới như vậy rồi, ở trong niệm niệm, ta sinh tâm đại hoan hỷ, sinh tâm đại tin ưa, tâm lượng ta bằng pháp giới nhất thiết trí, phước huệ và pháp giới nhất thiết trí của ta biển đẳng. Chỗ xưa kia ta chưa đắc được, nay đều đã đắc được. Cảnh giới mà xưa kia chưa chứng, nay cũng đã chứng được. Tam muội mà xưa kia chưa nhập vào, nay đều đã ngộ nhập vào. Hạnh môn mà xưa kia chưa viên mãn, nay đều đã được viên mãn. Cảnh giới mà xưa kia chưa thấy, nay cũng đã thấy được cảnh giới đó. Chỗ xưa kia chưa nghe, nay đều đã nghe được. Tại sao vậy? Vì biết rõ được tướng pháp giới, vì biết tất cả pháp chỉ một tướng, vì bình đẳng vào được đường ba đời, vì nói được tất cả pháp vô biên. Thiện nam tử, ta nhập vào Bồ Tát niệm niệm, sinh ra biển quang minh giải thoát hỷ trang nghiêm rộng lớn. Tại sao vậy? Vì nhờ ta biết rõ được tướng hư không pháp giới, lại biết tất cả pháp chỉ là một tướng tịch tĩnh, không có tướng nào khác, bình đẳng vào được đường ba đời quá khứ hiện tại và vị lai, lại dễ nói được tất cả Phật pháp vô biên. Thiện nam tử, ta nhập vào pháp môn Bồ Tát niệm niệm, sinh ra biển quang minh giải thoát hỷ trang nghiêm rộng lớn. Đây là vị dạ thần dùng đại trí năng quán gọi thể tướng pháp giới, nên sở sinh tin đẳng đẳng nhất thiết trí. Lại nữa, thiện nam tử, giải thoát này vô biên, vì vào khắp tất cả môn pháp giới. Giải thoát này vô tận, vì khắp phát tâm nhất thiết trí tánh. Giải thoát này không bờ mé, vì vào trong tâm tưởng của tất cả chúng sinh không giới hạn. Giải thoát này thâm sâu, vì trí huệ tịch tĩnh biết được cảnh giới. Giải thoát này rộng lớn, vì khắp cùng tất cả cảnh giới Như Lai. Giải thoát này không hoại, vì mắt trí huệ của Bồ Tát biết được. Giải thoát này không đáy, vì tận đáy nguồn nơi pháp giới. Giải thoát này tức là phổ môn, vì ở trong một việc thấy khắp tất cả các thần biến. Giải thoát này chọn không thể lấy, vì tất cả pháp thân bình đẳng không hai. Giải thoát này chọn không sanh, vì nhờ biết rõ được pháp như huyễn. Lại nữa, thiện nam tử, pháp môn giải thoát này vô lượng vô biên, vì vào được khắp tất cả môn pháp giới. Môn giải thoát này vô cùng vô tận, vì phát khởi tâm nhất thiết trí tánh, bảo tạng trí huệ của tất cả chúng sinh. Môn giải thoát này không bờ mé, vì vào trong tâm tưởng của tất cả chúng sinh không giới hạn. Tư tưởng của chúng sinh không có bờ mé, mà môn giải thoát này cũng không có bờ mé, bao hàm tư tưởng của tất cả chúng sinh. Môn giải thoát này rất thâm sâu, vì chỉ có trí huệ tịch tĩnh mới biết được cảnh giới. Môn giải thoát này rộng lớn, vì khắp cùng tất cả cảnh giới của Như Lai. Môn giải thoát này không hoại, vì là mắt trí huệ của Bồ Tát biết được. Môn giải thoát này không đáy, vì tận đáy nguồn nơi pháp giới chẳng có khi nào cùng tận. Môn giải thoát này tức là phổ môn, vì ở trong một việc thấy khắp tất cả các thần thông biến hóa, do đó có câu một làm vô lượng, vô lượng làm một. Môn giải thoát này chọn không thể thủ lấy, cũng không thể bỏ, vì pháp thân của tất cả chư Phật đều bình đẳng, không hai, không phân biệt. Môn giải thoát này chọn không sanh, cũng không diệt, vì nhờ ta biết rõ được tất cả pháp như mộng huyễn bọt bóng, như sương cũng như điện. Giải thoát này như hình bóng, vì nhất thiết trí nguyện lực quang minh sinh ra. Giải thoát này như biến hóa, vì hóa sinh các thắng hạnh của Bồ Tát. Giải thoát này như đại địa, vì là chỗ nương tựa của tất cả chúng sinh. Giải thoát này như nước lớn, vì hay dùng đại bi thấm nhận tất cả. Giải thoát này như lửa lớn, vì làm khô cạn nước tham ái của chúng sinh. Giải thoát này như gió lớn, vì khiến cho các chúng sinh mau chóng hướng về nhất thiết trí. Giải thoát này như biển lớn, vì đủ thứ công đức trang nghiêm tất cả các chúng sinh. Giải thoát này như núi Tu Di, vì sinh ra nhất thiết trí biển pháp bảo. Giải thoát này như thành quách lớn, vì trang nghiêm tất cả diệu pháp. Giải thoát này như hư không, vì dùng khắp thần lực của Phật ba đời. Giải thoát này như mây lớn, vì khắp chúng sinh mưa pháp vũ. Giải thoát này như mặt trời chiếu sáng, vì phá được đen tối vô tri của chúng sinh. Giải thoát này như trăng rằm, vì đầy đủ biển phước đức rộng lớn. Giải thoát này như chân như, vì đều khắp cùng tất cả mọi nơi. Giải thoát này như bóng của mình, vì từ thiện nghiệp của mình hóa ra. Giải thoát này như tiếng vang, vì tùy nghi mà thuyết pháp.
giải thoát này như hình bóng vì tùy tâm chúng sinh mà chiếu hiện, giải thoát này như đại thụ vương vì nở hoa tất cả thần thông, giải thoát này như kim cang vì bổn lai không thể hoại, giải thoát này như châu như ý vì sinh ra vô lượng sức tự tại, giải thoát này như ly cấu tạng mani bảo vương vì thể hiện các thần lực của tất cả như lai ba đời, giải thoát này như hỷ tràng mani báu vì có thể bình đẳng vang ra tiếng pháp luân của tất cả chư Phật. Thiện nam tử, này ta vì ngươi nói những ví dụ này, ngươi nên suy ngẫm tùy thuận ngộ nhập. Môn giải thoát này như hình bóng vì nhất thiết trí huệ, nguyện lực và quang minh sinh ra. Môn giải thoát này như biến hóa chẳng có thật thể vì hóa sinh các hạnh thủ thắng của Bồ Tát. Môn giải thoát này như đại địa vì là chỗ nương tựa của tất cả chúng sinh. Môn giải thoát này như nước lớn vì hay dùng nước đại bi thấm nhuần căn tánh của tất cả chúng sinh. Môn giải thoát này như lửa lớn vì làm khô cạn nước tham ái và dục niệm của chúng sinh. Nếu tu môn giải thoát này thì dục niệm sẽ dứt. Môn giải thoát này như gió lớn vì khiến cho các chúng sinh mau chóng hướng về đạo nhất thiết trí. Môn giải thoát này như biển lớn vì có đủ thứ công đức tạng để trang nghiêm tất cả các chúng sinh. Môn giải thoát này như núi Tù Di vì sinh ra nhất thiết trí biển pháp bảo. Môn giải thoát này như thành Quách lớn thời xưa, Quách ở bên ngoài thành vì dùng để trang nghiêm tất cả diệu pháp. Môn giải thoát này như hư không vì bao dung khắp thần lực của chư Phật ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Môn giải thoát này như mây lớn vì khắp chúng sinh mưa đại pháp vũ để thấm nhận căn tánh của chúng sinh. Môn giải thoát này như mặt trời chiếu sáng vì phá được đen tối vô tri của chúng sinh. Môn giải thoát này như trăng rằm vì đầy đủ biển phước đức rộng lớn. Môn giải thoát này như chân như vì đều khắp cùng tất cả mọi nơi, chân như chỗ nào cũng có, chẳng có chỗ nào mà chẳng có, tận hư không khắp pháp giới đều không ra khỏi bản thể của chân như. Môn giải thoát này như bóng của mình vì từ thiện nghiệp của mình hóa sinh ra. Môn giải thoát này như tiếng vang, như vang theo tiếng vì tùy căn cơ của chúng sinh mà diễn nói tất cả diệu pháp. Môn giải thoát này như hình bóng vì tùy tâm chúng sinh mà chiếu hiện. Môn giải thoát này như đại thụ vương vì nở hoa tất cả thần thông. Môn giải thoát này như kim cang vì bổn lai không thể hoại. Môn giải thoát này như châu như ý vì sinh ra vô lượng sức tự tại. Bạn nghĩ muốn cái gì thì liền có cái đó, tại tâm mãn nguyện. Môn giải thoát này như ly cấu tạng mani bảo vương vì hay thể hiện các thần lực của tất cả như lai ba đời. Môn giải thoát này như hỷ tràng mani báu vì có thể bình đẳng vang ra tiếng pháp luân của tất cả chư Phật. Ở trên đây có 20 môn dụ nói nhờ tướng sâu rộng vì khó biết được. Thiện nam tử, nay ta vì ngươi nói đủ thứ những ví dụ này, ngươi nên thường thọ trì nơi tâm, hành trì nơi thân, phải quan sát suy ngẫm tùy thuận ngộ nhập. Bấy giờ thiện tài đồng tử bạch dạ thần Tịch Tĩnh Âm Hải rằng: Đại thánh, làm thế nào tu hành đắc được giải thoát này? Vị dạ thần nói: Thiện nam tử, Bồ Tát tu hành 10 đại pháp tạng thì đắc được giải thoát này. Những gì là 10 pháp tạng? Một là pháp tạng tu bố thí rộng lớn, tùy tâm chúng sinh đều khiến cho họ được đầy đủ. Hai là pháp tạng tu tịnh giới rộng lớn và khắp biển công đức của tất cả chư Phật. Ba là pháp tạng tu kham nhẫn rộng lớn, có thể suy ngẫm khắp tất cả pháp tánh. Bốn là pháp tạng tu tinh tấn rộng lớn, hướng về nhất thiết trí, luôn không thối chuyển. Năm là pháp tạng tu thiền định rộng lớn, có thể diệt trừ nhiệt não của tất cả chúng sinh. Sáu là pháp tạng tu bát nhã rộng lớn, có thể biết rõ khắp tất cả biển pháp. Bảy là pháp tạng tu phương tiện rộng lớn, có thể khắp thành thục các biển chúng sinh. Tám là pháp tạng tu các nguyện rộng lớn, khắp tất cả cõi Phật, biển tất cả chúng sinh hết kiếp thuở vị lai tu Bồ Tát hạnh. Chín là pháp tạng tu các lực rộng lớn, niệm niệm hiện ra nơi tất cả biển pháp giới, tất cả cõi Phật, thành đẳng chánh giác thường không ngừng nghỉ. Mười là pháp tạng tu trí thanh tịnh rộng lớn, đắc được trí Như Lai khắp biết ba đời tất cả các pháp không có chướng ngại. Thiện nam tử, nếu các Bồ Tát an trụ 10 đại pháp tạng như vậy thì sẽ đắc được giải thoát thanh tịnh như vậy, tăng trưởng tích tụ kiên cố an trụ viên mãn. Lúc đó thiện tài đồng tử bạch dạ thần Tịch Tĩnh Âm Hải rằng: Đại thánh, làm thế nào tu hành đắc được môn giải thoát này? Vị dạ thần nói: Thiện nam tử, Bồ Tát tu hành 10 đại pháp tạng này thì sẽ đắc được môn giải thoát này. Những gì là 10 pháp tạng? Một là pháp tạng tu bố thí rộng lớn,
tức là tu tài thí, pháp thí, vô ý thí. Tài thí bao gồm nội tài và ngoại tài. Ngoại tài là đất nước, vợ con đều có thể bố thí. Trong kinh có nói qua, có người bố thí vợ con cho người khác. Mấy năm trước có vị cư sĩ phát tâm muốn đem ông chồng bố thí, nhưng bố thí như thế nào cũng chẳng có ai nhận, chẳng có ai muốn. Đủ thấy người chồng không dễ gì bố thí cho người ngoài. Nội thí là đầu mắt tủy não và hết thảy những gì trên thân của mình đều có thể bố thí, nhưng có những người tu đạo nghe người khác mắng mình cũng cảm thấy chịu không được, bị người khác đánh càng chịu không được. Nếu bạn muốn đem chính mình bố thí cho nhân loại toàn thế giới vốn chẳng còn chính mình, không nghĩ tới mình, thì còn có nóng giận gì sinh ra chớ? Người khác đến mắng bạn hoặc nói xấu bạn, đó đều là đại tiện tri thức của bạn. Tại sao họ nói bạn không tốt? Vì họ cảm thấy bạn nên tốt, không nên không tốt. Cho nên họ phải nói. Họ nói bạn, họ đúng là thiện tri thức của bạn. Ngược lại bạn phải tìm chỗ tốt của họ, đừng có khi nghe những lời trái tai thì nổi nóng. Cho nên bất cứ các vị đến chỗ nào, nếu có người mắng chửi sư phụ của bạn, thì bạn đừng có biện luận với họ, đừng có tranh luận với họ. Tại sao? Vì một khi tranh luận thì sẽ có thị phi. Do đó có câu, tranh là tâm hơn thua, trái ngược lại với đạo, sẽ sinh tâm bốn tướng, làm sao được tam muội. Khi bạn tranh với người khác thì sẽ có sự thắng bại, đây là trái ngược lại với đạo. Khi biện luận với người khác thì sẽ sinh ra tướng ta, tướng người, tướng chúng sinh, tướng thọ mạng. Làm sao bạn đắc được tam muội? Khi bạn tranh luận với người khác thì sẽ có thị phi. Do đó có câu, thị phi suốt ngày có, không nghe tự nhiên không. Hơn nữa có người mắng chửi sư phụ của bạn thì bạn nên thế ta lại họ mấy lại và cảm ơn họ vì họ đặc biệt quan tâm đến ta mới muốn dạy dỗ ta. Người dạy dỗ mình là thiện tri thức của mình, do đó không nên tranh giành luận ngắn với người khác. Chẳng phải mấy ngày trước ta đã nói với các vị mấy câu kệ rồi chăng? Các vị nên đặc biệt chú ý, mấy câu kệ đó rất lâu cả nhưng rất có sự thọ dụng đối với sự tu đạo. Bài kệ đó là thị phi hà tu biện, chất ngụy cửu tự minh, trí giả kiến chân thật, ngu giả hành hư ngụy, thiện giả học Bồ Tát, ác giả cảm mã Phật, bình đẳng đại nhân từ, phổ nhiếp chư hàm thức. Nghĩa là thị phi không cần nói, thật giả lâu sẽ rõ, người trí thấy chân thật, kẻ ngu làm việc quấy, người thiện học Bồ Tát, kẻ ác dám mắng Phật, bình đẳng đại nhân từ, nhiếp khắp các hàm thức. Người ta nói bạn đúng hoặc không đúng đều không cần biện luận, thật và giả thời gian lâu sau sẽ tự nhiên nước cạn đá bầy. Người có trí huệ thì gặp việc gì cũng đều minh bạch chân lý, kẻ ngu si cứ làm những chuyện sai quấy, cho rằng mắng chửi người cho đã, nhưng không biết rằng đó cũng chẳng khác nào bịt tai ăn cắp chuông, tự mình lừa dối mình, làm những chuyện hồ đồ gây ra những lỗi lầm. Người hiền lương thì cử chỉ hành động đều học tập theo từ bi hỷ xả của Bồ Tát, lợi ích tất cả chúng sinh. Kẻ ác thì chẳng nói gì đến nhân quả, bát vô nhân quả, cho đến Phật mà họ cũng dám mắng chửi, thì huống gì chúng ta là những người bình thường. Cho nên chúng ta phải học tập đại từ bi bình đẳng của Phật, kẻ oán người thân đều bình đẳng, ai đối với ta tốt cũng phải dùng tâm bình đẳng đối đãi, ai đối với ta không tốt cũng phải dùng tâm bình đẳng để đối đãi, phải dùng tâm bình đẳng đại từ bi để nhiếp thọ khắp tất cả chúng sinh. Đây gọi là làm bố thí pháp tạng rộng lớn. Pháp thí tức là diễn nói diệu pháp để lợi ích tất cả chúng sinh. Vô ý thí tức là nếu người nào đó sợ hãi thì bạn hãy an ủi họ, khiến cho họ hết sợ hãi, đó đều là bố thí. Thứ hai là pháp tạng tu tịnh giới rộng lớn và khắp biển công đức, kim cang quang minh bảo kiếm của tất cả chư Phật. Các vị phải chú ý tịnh giới này. Tịnh là gì? Tức là thanh tịnh không nhiễm ô, một niệm không sinh gọi là tịnh, tức là tịnh niệm. Nếu bạn chỉ có giữ giới biểu hiện bên ngoài, nói tôi chẳng sát sinh, nhưng trong tâm của bạn bất mãn người khác, nóng giận, đó đều là phạm giới sát. Hoặc bạn nói tôi không trộm cắp, nhưng trong tâm của bạn thường hâm mộ tài vật của người khác, hoặc đố kỵ tài cán của người khác. Hoặc bạn nói tôi không tà dâm, nhưng trong tâm của bạn thường khởi vọng tưởng đến người khác tính, đó đều là phạm giới tà dâm, chẳng thanh tịnh. Tịnh giới là phải thật thanh tịnh, chẳng có chút niệm nhiễm ô nào thì đó mới gọi là thanh tịnh. Thứ ba là pháp tạng tu khảm nhẫn rộng lớn, có thể suy ngẫm khắp tất cả pháp tánh. Nhẫn nhục chẳng dễ dàng tu tí nào.
Nếu dễ tu thì chẳng biểu hiện được chân tâm của bạn, cho nên trong chứng đạo ca của Ngài Vĩnh Già Đại Sư có nói rằng: chẳng vì chê bai khởi oán thân, đừng vì người khác chê cười mình, phỉ báng mình thì mình bất mãn họ, có sự kiều hận. Hoặc có người khen ngợi mình, nói mình một câu tốt thì mình rất cao hứng, đó đều là bị tám gọn gió, xương cơ khổ lạc, lợi suy, đắc thất, thổi động tâm mình. Ví như có người khen ngợi bạn, bạn cũng chẳng hoan hỉ. Có người quở trách bạn, bạn cũng chẳng buồn phiền. Gặp việc khổ sở như thế nào cũng đều nhẫn thọ được, gặp việc vui cũng nhẫn thọ được. Lợi tức là đắc được lợi ích, suy tức là gặp sự việc không thuận lợi, đắc thất tức là được điều gì đó hoặc bất mát điều gì đó. Đó là tám gió. Chúng ta giảng về vấn đề này là phải vận dụng, chứ chẳng phải nghe rồi thì thôi. Chúng ta minh bạch đạo lý này, gặp những cảnh giới này đến thì phải có một chút định lực. Chẳng phải nói tôi biết, nhưng khi đến lúc thì không thể vận dụng được, đó cũng chẳng có ích gì. Pháp thì phải thực hành, bạn nói hay nói giỏi mà chẳng thực hành thì chẳng phải là đạo. Đạo thì phải hành, không hành thì có đạo gì? Đức thì phải làm, không làm sao có đức? Miệng bạn nói đạo đức mà chẳng hành đạo đức thì chẳng có ích gì. Cho nên phải cung hành thực tiễn thì đó mới là công đức. Cảm nhẫn tức là không thể nhẫn cũng phải nhẫn. Nhẫn được thì không cần nói, vì bạn không thọ được nên mới phải thọ. Bạn nhẫn không được mới phải nhẫn. Có người nói tôi không thể nhẫn cũng phải nhẫn. Đến lúc đó mới có thể qua được cửa ải. Nếu bạn không qua được cửa ải thì bạn không thể đắc được pháp hỷ sung mãn. Chẳng đắc được lợi ích của pháp thì không thể đạt được ba la mật viên mãn, dùng trí huệ đến bờ kia. Thứ tư là pháp tạng tu tinh tấn rộng lớn, hướng về biển nhất thiết trí, luôn không thối chuyển. Tinh tấn tức là lúc nào cũng phải tinh tấn, ngày đêm sáu thời chẳng có lúc nào nghỉ ngơi. Thường tinh tấn, tu tinh tấn độ, thân cũng tinh tấn, tâm cũng tinh tấn. Thân chẳng mệt mỏi, tâm chẳng lười biếng, thời khắc lúc nào cũng tử tử dũng mãnh, tinh tấn tiến về trước. Thứ năm là pháp tạng tu thiền định rộng lớn, có thể diệt trừ nhiệt não của tất cả chúng sinh. Thiền định tức là tư duy tu, hiện tại chúng ta đang đả thiền thất là tu thiền định độ. Thiền định độ và tư duy tu là dạy bạn tham ngộ niệm Phật là ai, một cửa thâm nhập, một niệm chẳng sinh. Do đó có câu, một niệm không sinh toàn thể hiện, sáu căn hốt động bị mây che. Khi sáu căn mắt tai mũi lưỡi thần ý động thì giống như bầu trời nổi mây lên. Khi căn mắt động thì bị sắc trần lay chuyển, khi căn tai động thì bị thanh trần lay chuyển. Khi cần mũi động thì khi ngửi mùi thơm bị hương trần lay chuyển. Khi cần lưỡi động, lưỡi nếm vị thì bị vị trần lay chuyển. Thần xúc giác thì bị xúc trần lay chuyển. Ý duyên pháp thì bị pháp trần lay chuyển. Cho nên khi bạn chấp trước vào sáu trần thì sẽ hốt động bị vô minh che đậy. Cho nên tu thiền định thì sáu căn phải thanh tịnh. Mắt quán hình sắc bên trong chẳng có, tai nghe chuyện đời tâm chẳng hay. Thấy việc tỉnh việc thoát thế gian, thấy việc mê việc đọa trầm luân, đó đều là tại con mắt. Đạo lý trước mắt đều rất nồng cạn, nếu bạn không thể làm được thì chẳng có ích gì. Cho nên tôi vì các vị giảng kinh, các vị đừng cho rằng nghe qua rồi thì cho rằng mình đã hiểu đạo lý của kinh điển. Kinh điển dạy chúng ta chiếu theo đạo lý mà thực hành. Nếu bạn chẳng thực hành thì dù có hiểu biết nhiều cũng chẳng có lợi ích gì. Nếu bạn biết một chút mà thực hành một chút thì sẽ có một chút thọ dụng. Ví như bạn nghe được pháp tạng bố thí rộng lớn liền tu hành bố thí, khi nghe được tịnh giới liền tịnh giới độ. Đừng có khởi những vọng tưởng tà tri tà kiến, đừng có khi gặp những cảnh giới nào đó thì bị cảnh giới lay chuyển. Tóm lại phải giữ gìn định lực của mình. Nếu biết kham nhẫn thì phải tu nhẫn nhục, biết tinh tấn thì phải tu tinh tấn. Chẳng phải nói tôi hiểu rồi, trong Phật pháp có tinh tấn ba la mật, chỉ là niệm một niệm hoặc nghe một nghe. Nếu như vậy thì bạn chẳng có chút lợi ích gì hết, chính bạn phải thực hành. Cho nên tôi hy vọng các vị biết một chút, làm một chút. Đừng có nghe kinh rồi, tâm sân của mình vẫn nặng nề như trước, tâm tham của mình cũng lớn như xưa, tâm si của mình vẫn lợi hại như lúc trước. Nếu chẳng nghĩ cách thay đổi thì dù có nghe bao nhiêu kinh cũng chẳng có ích lợi gì. Tu đạo nhất định phải cung hành thực tiễn. Nếu chẳng cung hành thực tiễn thì chẳng bằng không nghe, không nghe thì trong tâm chẳng có nhiều cạn bã, vẫn sạch sẽ một chút. Bạn nghe rồi nếu không thực hành thì trong tâm nhiều vọng tưởng. Cho nên tôi hy vọng các vị đều phải tự mình chân thật tu hành mới không có lỗi với cha mẹ tổ tiên từ vô thủy kiếp đến nay.
họ đều đang đợi bạn tu hành. Bạn tu hành thành công thì họ cũng được lìa khổ được vui. Cho nên tu hành thiền định chẳng những diệt trừ nhiệt não của mình mà cũng diệt trừ nhiệt não của tất cả chúng sinh. Nhiệt não cũng tức là phiền não, cũng tức là vô minh. Có vô minh thì chẳng có trí huệ. Tu thiền định sẽ sinh ra trí huệ, cho nên sẽ diệt trừ tất cả phiền não. Thứ sáu là pháp tạng tu bát nhã rộng lớn, có thể biết rõ khắp tất cả biển pháp. Chúng ta phải tu hành Bồ Tát hạnh, trước hết phải tu hành 10 pháp tạng rộng lớn. 10 pháp tạng rộng lớn này cũng là 10 độ, 10 môn ba la mật. Tại sao nói rộng lớn? Vì trong một độ có đủ đạo lý 10 độ, trong 10 độ cũng do mỗi một độ thành tựu phân ra là 10 độ, hợp lại trong mỗi một độ đều có 10 độ, đều đầy đủ lý 10 độ. Cho nên nói tu hành pháp tạng bát nhã rộng lớn, nếu chẳng phải pháp môn một độ đầy đủ 10 độ thì không cần phải nói đến hai chữ rộng lớn, chỉ nói bát nhã độ là được. Pháp tạng rộng lớn chẳng những đầy đủ 10 độ mà cũng đầy đủ trăm độ, ngàn độ, vạn độ, vô lượng độ, đều bao quát ở trong mỗi một độ. Cho nên nói biết rõ khắp tất cả biển pháp, từ bát nhã độ bèn có thể thâm nhập tất cả biển pháp mới đắc được trí huệ như biển. Thứ bảy là pháp tạng tu phương tiện rộng lớn, có thể khắp thành thục biển tất cả chúng sinh. Phương tiện cũng tức là bột quyền pháp, quyền giáo. Quyền là quyền xảo, phương tiện thông quyền đạt biến. Pháp phương tiện cũng có thể nói là pháp đặc biệt. Pháp này thường chẳng ở trong khuôn phép, chẳng có nhất định, nên nói là phương tiện. Có lúc giáo hóa chúng sinh phải đủ thứ, thông quyền đạt biến, thiện xảo phương tiện, lâm thời đạt nghi, do sự đạt nghi, do thời đạt nghi, do cảnh đạt nghi. Thì cảnh giới khác nhau nên thời gian chế định, phương pháp cũng khác nhau, cho nên gọi là phương tiện. Phương tiện chẳng phải là luôn luôn mà là tạm thời, đến lúc sẽ dùng một thứ phương pháp, do một phương tiện quyền xảo mà dẫn vào Phật đạo. Khắp thành thục biển tất cả các chúng sinh, tức cũng là quán căn cơ vì người nói pháp, tức cũng là theo bệnh cho thuốc, vì người thí giáo để cứu độ khắp biển tất cả các chúng sinh. Thứ tám là pháp tạng tù các nguyện rộng lớn, pháp nguyện lực đến bờ kia khắp tất cả cõi Phật, biển tất cả chúng sinh, hết kiếp thuở vị lai tu Bồ Tát lục độ vạn hạnh, 10 độ vạn hạnh. Thứ chín là pháp tạng tù các lực rộng lớn, do sức lực này mà niệm niệm thị hiện ra nơi tất cả biển pháp giới, tất cả cõi Phật, thành đẳng chánh giác, thường không ngừng nghỉ. Đây là nhờ có sức lực này ở phía sau chi trì, cho nên lúc nào cũng đều dũng mãnh tinh tấn. Thứ 10 là pháp tạng tu trí huệ thanh tịnh rộng lớn. Tịnh trí thì chẳng có tướng ta, tướng người, tướng chúng sinh, tướng thọ mạng, cũng không có tâm ích kỷ lợi mình, cũng chẳng có tâm tham, tâm sân và tâm si. Đây là trí huệ thanh tịnh, không có chút cặn đục nào. Cho nên đắc được trí huệ của Phật, biết khắp các pháp của tất cả chư Phật ba đời, không có chướng ngại, đạt đến cảnh giới viên dùng vô ngại, không tu không chứng. Thiện nam tử, nếu tất cả Bồ Tát an trụ 10 đại pháp tạng như vậy thì sẽ đắc được trí huệ thanh tịnh giải thoát như vậy, tăng trưởng thần thông, tích tụ hết thảy căn lành, kiên cố không hoại, an trụ nơi quả vị Bồ Đề, khiến cho được viên mãn. Thiện tài đồng tử bạch rằng: Đức Thánh, ngài phát tâm A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề đã được bao lâu? Thiện tài đồng tử nói: Đức Thánh, ngài phát tâm A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề đã được bao lâu rồi? Đây là hỏi về phát tâm bao lâu, vì muốn hiển bày nguồn gốc đạo thâm sâu. Vị giả thần nói: Thiện nam tử, phía đông biển thế giới Hoa Tạng trang nghiêm này, qua khỏi 10 biển thế giới, có biển thế giới tên là Nhất Thiết Tịnh Quang Bảo. Trong biển thế giới đó có thế giới chủng tên là Nhất Thiết Như Lai Nguyện Quang Minh Âm. Trong đó có thế giới tên là Thanh Tịnh Quang Kim Trang Nghiêm. Tất cả hương kim cang mani phương làm thể, hình như lầu cát, dùng các mây báu đẹp làm bờ mé, trụ ở biển tất cả báu anh lạc, mây cung điện đẹp che phủ phía trên, sạch dơ xen tạp lẫn nhau. Trong thế giới đó, đời xa xưa có kiếp tên là Phổ Quang Tràng, nước tên là Phổ Mãn Diệu Tạng, đạo tràng tên là Nhất Thiết Bảo Tạng Diệu Nguyệt Quang Minh. Vị dạ thần đáp: Thiện nam tử, phía đông biển thế giới Hoa Tạng trang nghiêm này, qua khỏi 10 biển thế giới, có biển thế giới tên là Nhất Thiết Tịnh Quang Bảo. Trong biển thế giới đó lại có thế giới chủng tên là Nhất Thiết Như Lai Nguyện Quang Minh Âm. Trong đó lại có thế giới tên là Thanh Tịnh Quang Kim Trang Nghiêm. Thế giới đó dùng tất cả hương kim cang mani vương làm thể, hình tướng như lầu cát, dùng các mây báu đẹp làm bờ mé, trụ ở biển tất cả báu anh lạc,
có mấy cung điện đẹp che phủ ở phía trên thế giới. Thế giới đó rạch rơ xen tạp lẫn nhau. Trong thế giới đó, đời quá khứ xa xưa, có kiếp tên là Phổ Quang Tràng, đức tên là Phổ Mãn Diệu Tạng, đạo tràng tên là Nhất Thiết Bảo Tạng Diệu Nguyệt Quang Minh. Có Đức Phật hiệu là Bất Thối Chuyển Pháp Giới Âm, thành tựu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề ở đó. Lúc bấy giờ ta làm Bồ Đề Thụ Thần tên là Cụ Túc Phước Đức Đăng Quang Minh Tràng, giữ gìn đạo tràng. Ta thấy Đức Phật đó thành đẳng chánh giác, thị hiện thần lực. Ta bèn phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Lập tức lúc đó ta đắc được tam muội tên là Phổ Chiếu Như Lai Công Đức Hải. Có Đức Phật hiệu là Bất Thối Chuyển Pháp Giới Âm, thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác ở thế giới đó. Thánh nhân ở thế giới thanh tịnh, còn phàm phu thì ở thế giới dơ bẩn. Mà thế giới đó có thánh nhân cũng có phàm phu, cho nên sạch dơ xen tạp lẫn nhau. Lúc đó ta làm Bồ Đề Thụ Thần tên là Cụ Túc Phước Đức Đăng Quang Minh Tràng để giữ gìn đạo tràng Đại Thụ Vương. Ta nhìn thấy Đức Phật Bất Thối Chuyển Pháp Giới Âm đó thành tựu chánh đẳng chánh giác, thể hiện đủ thứ thần thông lực. Ta bèn phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lập tức lúc đó ta đắc được tam muội tên là Phổ Chiếu Như Lai Công Đức Hải. Đoạn này hiển bày lúc gặp Phật đầu tiên phát tâm đắc được định. Đây cũng là lúc ban đầu phát tâm, cũng hỏi đắc được pháp đã bao lâu. Thần tên là Cụ Túc Phước Đức Đăng Quang Minh Tràng, cũng biểu đạt ngũ địa nhập tục phước trí cao thắng. Ở trong đạo tràng đó lại có Như Lai xuất hiện ra đời, hiệu là Pháp Thủ Oai Đức Sơn. Khi tam mạng trùng vẫn sinh ở trong đó, làm đạo tràng chủ dạ thần tên là Thủ Diệu Phước Trí Quang. Thế Như Lai đó chuyển bánh xe chánh pháp hiện đại thần thông, ta lập tức đắc được tam muội tên là Chiếu Khắp Tất Cả Cảnh Giới Lìa Tham. Lại có Như Lai xuất hiện ra đời, hiệu là Nhất Thiết Pháp Hải Âm Thanh Vương. Lúc đó ta làm dạ thần, nhờ thấy được Phật hầu hạ cúng dường, lập tức đắc được tam muội tên là Sinh Trưởng Tất Cả Thiện Pháp Điện. Lại có Như Lai xuất hiện ra đời, hiệu là Bảo Quang Minh Đăng Tràng Vương. Lúc đó ta làm dạ thần, nhờ thấy được Phật hầu hạ cúng dường, lập tức đắc được tam muội tên là Khắp Hiện Thần Thông Mây Quang Minh. Lại có Như Lai xuất hiện ra đời, hiệu là Công Đức Tu Di Quang. Lúc đó ta làm dạ thần, nhờ thấy được Phật hầu hạ cúng dường, lập tức đắc được tam muội tên là Chiếu Khắp Biển Chư Phật. Lại có Như Lai xuất hiện ra đời, hiệu là Pháp Vân Âm Thanh Vương. Lúc đó ta làm dạ thần, nhờ thấy được Phật hầu hạ cúng dường, lập tức đắc được tam muội tên là Tất Cả Pháp Hải Đăng. Lại có Chư Phật xuất hiện ra đời, hiệu là Chí Đăng Chiếu Diệu Vương. Lúc đó ta làm dạ thần, nhờ thấy được Phật hầu hạ cúng dường, lập tức đắc được tam muội tên là Diệt Khổ Tất Cả Chúng Sinh Đèn Quang Minh Thanh Tịnh. Lại có Như Lai xuất hiện ra đời, hiệu là Pháp Dũng Diệu Đức Tràng. Lúc đó ta làm dạ thần, nhờ thấy được Phật hầu hạ cúng dường, lập tức đắc được tam muội tên là Ba Đời Như Lai Quang Minh Tạng. Lại có Như Lai xuất hiện ra đời, hiệu là Sư Tử Dũng Mãnh Pháp Trí Đăng. Lúc đó ta làm dạ thần, nhờ thấy được Phật hầu hạ cúng dường, lập tức đắc được tam muội tên là Tất Cả Thế Gian Không Chướng Ngại Trí Huệ Luân. Lại có Như Lai xuất hiện ra đời, hiệu là Trí Lực Sơn Vương. Lúc đó ta làm dạ thần, nhờ thấy được Phật hầu hạ cúng dường, lập tức đắc được tam muội tên là Chiếu Khắp Các Căn Hạnh Chúng Sinh Ba Đời. Ở trong đạo tràng Nhất Thiết Bảo Tạng Diệu Nguyệt Quang Minh đó, lại có một vị Phật xuất hiện ra đời, hiệu là Phật Pháp Thụ Oai Đức Sơn. Khi ta mạng chung rồi, vẫn sinh ra lại ở trong đó, làm đạo tràng chủ dạ thần tên là Thủ Diệu Phước Trí Quang. Ta thấy Đức Phật Pháp Thụ Oai Đức Sơn đó chuyển bánh xe chánh pháp, thị hiện đại thần thông. Ta lập tức đắc được tam muội tên là Chiếu Khắp Tất Cả Cảnh Giới Lìa Tham, chẳng còn dục niệm nữa, đã khử dục đoạn ái. Lại có một vị Phật xuất hiện ra đời, hiệu là Phật Nhất Thiết Pháp Hải Âm Thanh Vương. Lúc đó ta làm dạ thần, nhờ thấy được Phật hầu hạ cúng dường, lập tức đắc được tam muội tên là Sinh Trưởng Tất Cả Thiện Pháp Địa. Lại có một vị Phật xuất hiện ra đời, hiệu là Phật Bảo Quang Minh Đăng Tràng Vương. Lúc đó ta làm dạ thần, nhờ thấy được Phật hầu hạ cúng dường, lập tức đắc được tam muội tên là Khắp Hiện Thần Thông Mây Quang Minh. Lại có một vị Phật xuất hiện ra đời, hiệu là Phật Công Đức Tu Di Quang. Lúc đó ta làm dạ thần, nhờ thấy được Phật hầu hạ cúng dường, lập tức đắc được tam muội tên là Chiếu Khắp Biển Chư Phật. Lại có một vị Phật xuất hiện ra đời, hiệu là Phật Pháp Vân Âm Thanh Vương. Lúc đó ta làm dạ thần, nhờ thấy được Phật hầu hạ cúng dường, lập tức đắc được tam muội tên là Tất Cả Pháp Hải Đăng. Lại có một vị Phật xuất hiện ra đời, hiệu là Phật Trí Đăng Chiếu Diệu Vương. Lúc đó ta làm dạ thần,
Nhờ thấy được Phật hầu hạ cúng dường, lập tức đắc được tam muội tên là diệt khổ tất cả chúng sinh, đèn quang minh thanh tịnh. Lại có một vị Phật xuất hiện ra đời, hiệu là Phật Pháp Dũng Diệu Đức Tràng. Lúc đó ta làm dạ thần, nhờ thấy được Phật hầu hạ cúng dường, lập tức đắc được tam muội tên là ba đời Như Lai Quang Minh Tạng. Lại có một vị Phật xuất hiện ra đời, hiệu là Phật Sư Tử Dũng Mãnh Pháp Trí Đăng. Lúc đó ta làm dạ thần, nhờ thấy được Phật hầu hạ cúng dường, lập tức đắc được tam muội tên là tất cả thế gian không chướng ngại trí ngoại luân. Lại có một vị Phật xuất hiện ra đời, hiệu là Phật Trí Lực Sơn Vương. Lúc đó ta làm dạ thần, nhờ thấy được Phật hầu hạ cúng dường, lập tức đắc được tam muội tên là chiếu khắp các căn hạnh chúng sinh ba đời. Vì ta hầu hạ cúng dường rất nhiều vị Phật, cho nên đắc được rất nhiều đủ thứ tam muội khác nhau. Thế nam tử trong kiếp phổ quang minh tràng, thế giới thanh tịnh quang kim trang nghiêm, có các Như Lai nhiều như số hạt bụi cõi Phật ra đời như vậy. Lúc đó ta làm Thiên Vương, hoặc làm Long Vương, hoặc làm Dạ Xoa Vương, hoặc làm Càn Phát Bà Vương, hoặc làm Atula Vương, hoặc làm Ca Lâu La Vương, hoặc làm Khẩn Na La Vương, hoặc làm Ma Hầu La Già Vương, hoặc làm Nhân Vương, hoặc làm Phạm Vương, hoặc làm thân trời, hoặc làm thân người, hoặc làm thân người nam, hoặc làm thân người nữ, hoặc làm thân đồng nam, hoặc làm thân đồng nữ, đều dùng đủ thứ các đồ cúng dường để cúng dường tất cả các Như Lai đó, cũng nghe các Đức Phật đó nói các pháp. Thiện nam tử trong kiếp phổ quang minh tràng, thế giới thanh tịnh quang kim tràng nghiêm, có các Đức Phật nhiều như số hạt bụi cõi Phật ra đời như vậy. Lúc đó ta làm Thiên Vương, hoặc làm Long Vương, hoặc làm Dạ Xoa Vương, hoặc làm Càn Phát Bà Vương, hoặc làm Atula Vương, hoặc làm Ca Lâu La Vương, hoặc làm Khẩn Na La Vương, Nhạc Thần, hoặc làm Ma Hầu La Già Vương, Đại Mãng Xà, hoặc làm Nhân Vương, hoặc làm Phạm Vương, hoặc làm thân trời, hoặc làm thân người, hoặc làm thân người nam, hoặc làm thân người nữ, hoặc làm thân đồng nam, hoặc làm thân đồng nữ, đều dùng đủ thứ các đồ cúng dường để cúng dường tất cả các Đức Phật đó. Ta cũng nghe các Đức Phật đó nói đủ thứ các pháp. Đoạn này nói trong một kiếp có các Đức Phật nhiều như số hạt bụi cõi Phật đều cúng dường. Từ đó mạng chung ta vẫn sinh ra ở trong thế giới đó, trải qua số kiếp nhiều như số hạt bụi hai cõi Phật tu Bồ Tát hạnh. Vị dạ thần Tịch Tĩnh Âm Hải nói, ta từ đó mạng chung vẫn sinh ra ở trong thế giới thanh tịnh quang kim trang nghiêm đó, trải qua số kiếp nhiều như số hạt bụi hai cõi Phật tu Bồ Tát hạnh. Sau đó mạng chung sinh vào thế giới Ta Bà trong biển thế giới Hoa Tạng trang nghiêm này, gặp Đức Như Lai Câu Lưu Tôn hầu hạ cúng dường, đắc được tam muội tên là lìa tất cả trần cấu quang minh. Lại gặp Đức Như Lai Câu Na Hàm Mâu Ni hầu hạ cúng dường, đắc được tam muội tên là hiện khắp tất cả biển chư Phật. Lại gặp Đức Như Lai Ca Diếp hầu hạ cúng dường, đắc được tam muội tên là diễn nhất thiết chúng sinh Ngôn Âm Hải. Sau đó lại mạng chung sinh vào thế giới Ta Bà trong biển thế giới Hoa Tạng trang nghiêm này, gặp Đức Như Lai Câu Lưu Tôn, ngài là vị Phật thứ nhất trong kiếp hiền hầu hạ Phật cúng dường Phật, đắc được tam muội tên là lìa tất cả trần cấu quang minh. Kế lại gặp Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, vị Phật thứ hai trong kiếp hiền hầu hạ Phật cúng dường Phật, đắc được tam muội tên là hiện khắp tất cả biển chư Phật. Kế lại gặp Đức Phật Ca Diếp, vị Phật thứ ba trong kiếp hiền hầu hạ Phật cúng dường Phật, đắc được tam muội tên là diễn nhất thiết chúng sinh Ngôn Âm Hải. Đây là lúc tu hành ở thế giới Ta Bà, đắc được pháp nơi ba vị Phật đầu tiên trong kiếp hiền. Lại gặp Đức Như Lai Tỷ Lô Giá Na ở đạo tràng này, thành đẳng chánh giác, niệm niệm thị hiện sức đại thần thông. Lúc đó ta thấy được, lập tức đắc được giải thoát tam muội niệm niệm sinh ra hỷ trang nghiêm rộng lớn này. Kế đó này lại gặp Đức Phật Tỷ Lô Giá Na Như Lai, vị Phật thứ tư trong kiếp hiền, tức là pháp thân của Phật Thích Ca Mâu Ni, ở tại đạo tràng này, thành chánh đẳng chánh giác, niệm niệm thị hiện sức đại thần thông. Lúc đó ta dạ thần Tịch Tĩnh Âm Hải thấy được Phật, lập tức đắc được vô giải thoát tam muội niệm niệm sinh ra hỷ trang nghiêm rộng lớn này. Đắc được giải thoát này rồi, vào được biển pháp giới an lập nhiều như số hạt bụi 10 bất khả thuyết cõi Phật. Thấy được tất cả biển pháp giới an lập đó, hết thảy hạt bụi tất cả cõi Phật, trong mỗi hạt bụi có cõi nước chư Phật nhiều như số hạt bụi 10 bất khả thuyết cõi Phật. Đắc được môn giải thoát này rồi, vào được biển pháp giới an lập nhiều như số hạt bụi 10 bất khả thuyết cõi Phật an trụ ở đó. Thấy được tất cả biển pháp giới an lập đó, hết thảy hạt bụi tất cả cõi Phật, trong mỗi hạt bụi có cõi nước chư Phật nhiều như số hạt bụi 10 bất khả thuyết cõi Phật.
đây là cõi trong hạt bụi. Mỗi cõi Phật đều có tỷ lô giá na Như Lai ngồi nơi đạo tràng trong niệm niệm, thành chánh đẳng giác, hiện các thần biến, sở hiện thần biến. Mỗi thứ thần biến đều khắp cùng tất cả biển pháp giới, cũng thấy thân mình ở chỗ tất cả các Như Lai đó, lại cũng nghe các Như Lai đó nói diệu pháp. Trong mỗi cõi Phật đều có tỷ lô giá na Như Lai biến nhất thiết xứ ngồi nơi đạo tràng trong niệm niệm đều thành chánh đẳng giác, hiện ra đủ thứ thần thông biến hóa, sở hiện thần thông biến hóa. Mỗi thứ thần biến đều khắp cùng tất cả biển pháp giới, chẳng những thấy được Phật tình hình như vậy mà cũng thấy thân mình ở chỗ đạo tràng của tất cả các Như Lai đó, lại cũng nghe tất cả các Như Lai đó nói diệu pháp. Đây là Phật ở trong cõi nước, lại cũng thấy tất cả chư Phật đó trong mỗi mỗi lỗ chân lông đều hiện ra biển biến hóa, hiện sức thần thông trong tất cả biển pháp giới, tất cả biển thế giới, tất cả thế giới trùng, tất cả thế giới tùy tâm chúng sinh chuyển bánh xe chánh pháp. Ta cũng lại thấy tất cả chư Phật đó trong mỗi mỗi lỗ chân lông đều hiện ra đủ thứ biển biến hóa, thị hiện sức thần thông trong tất cả biển pháp giới, tất cả biển thế giới, tất cả thế giới trùng, tất cả thế giới tùy thuận tâm của tất cả chúng sinh mà chuyển bánh xe chánh pháp. Ta đắc được lực Đà La Ni mau chóng, thọ chỉ suy ngẫm tất cả văn nghĩa, dùng trí sáng rõ và khắp tất cả pháp tạng thanh tịnh, dùng trí tự tại, dù khắp tất cả biển pháp thâm sâu, dùng trí khắp cùng, biết khắp các nghĩa rộng lớn ba đời, dùng trí bình đẳng, thông đạt khắp pháp không khác biệt của chư Phật, ngộ hiểu tất cả pháp môn như vậy. Ta đắc được lực Đà La Ni mau chóng, thọ chỉ suy ngẫm tất cả văn nghĩa của pháp, dùng trí huệ sáng tỏ vào khắp tất cả pháp tạng thanh tịnh vi diệu, dùng trí huệ như ý tự tại, xu khắp tất cả biển pháp thâm sâu vi diệu, dùng trí huệ khắp cùng ngang dọc, biết khắp tất cả nghĩa lý của pháp rộng lớn ba đời, dùng trí huệ bình đẳng rộng lớn, thông đạt khắp diệu pháp không khác biệt của tất cả chư Phật, ngộ hiểu tất cả pháp môn như vậy. Trong mỗi mỗi pháp môn ngộ hiểu tất cả mây tu đà la, trong mỗi mỗi mây tu đà la ngộ hiểu tất cả biển pháp, trong mỗi mỗi biển pháp ngộ hiểu tất cả pháp phẩm, trong mỗi mỗi pháp phẩm ngộ hiểu tất cả mây pháp, trong mỗi mỗi mây pháp ngộ hiểu tất cả dòng pháp, trong mỗi mỗi dòng pháp sinh ra tất cả biển đại hỷ, trong mỗi mỗi biển đại hỷ sinh ra tất cả địa, mỗi mỗi địa sinh ra tất cả biển tam muội, mỗi mỗi biển tam muội thấy được tất cả biển chư Phật, mỗi mỗi biển thấy chư Phật đắc được biển nhất thiết trí quang, mỗi biển nhất thiết trí quang chiếu khắp ba đời vào khắp mười phương. Trong mỗi mỗi pháp môn giác ngộ thấu hiểu tất cả mây tu đà la khế kinh, trong mỗi mỗi mây tu đà la ngộ hiểu tất cả biển pháp thâm sâu vi diệu, trong mỗi mỗi biển pháp ngộ hiểu phẩm loại của tất cả pháp, trong mỗi mỗi phẩm pháp ngộ hiểu tất cả mây pháp. Mây thì lúc có lúc không, lúc hiển lúc ẩn, có lúc đột nhiên giăng đầy khắp hư không, có lúc không có chút mây nào, bầu trời xanh bao la. Mây pháp có lý diệu không thể tả, trong mỗi mỗi mây pháp ngộ hiểu tất cả dòng pháp. Dòng nghĩa là dòng nước, dòng chảy thì không có hình tướng, vì không có hình tướng cho nên mới chảy, tức cũng là chẳng có chỗ nào mà chẳng có. Ví như nước biển cả tháo hướng đông thì nước chảy về hướng đông, tháo hướng tây thì nước chảy về hướng tây. Trong mỗi mỗi dòng pháp sinh ra tất cả biển đại hỷ, biển nghĩa là nhiều, hình dung vô lượng vô biên không cách chi đo lường được. Trong mỗi mỗi biển đại hỷ sinh ra tất cả địa, địa ở đây là không hình tướng, giống như đất, đất hay sinh trưởng tất cả vạn vật, sau đó hay sinh ra tất cả pháp địa, cũng hay sinh ra tất cả thánh hiền. Trong mỗi mỗi địa sinh ra tất cả biển tam muội, trong mỗi mỗi biển tam muội thấy được tất cả biển chư Phật, trong mỗi mỗi biển thấy chư Phật lại đắc được biển nhất thiết trí huệ quang, trong mỗi biển nhất thiết trí huệ quang chiếu khắp ba đời vào khắp mười phương. Biết được biển các hạnh thuở xưa của vô lượng Như Lai, biết được biển hết thảy bổn sự của vô lượng Như Lai, biết được biển khó xả mà xả được của vô lượng Như Lai, biết được biển giới luận thanh tịnh của vô lượng Như Lai, biết được biển kham nhẫn thanh tịnh của vô lượng Như Lai, biết được biển tinh tấn rộng lớn của vô lượng Như Lai, biết được biển thiền định thâm sâu của vô lượng Như Lai, biết được biển bát nhã ba la mật của vô lượng Như Lai, biết được biển phương tiện ba la mật của vô lượng Như Lai, biết được biển nguyện ba la mật của vô lượng Như Lai, biết được biển lực ba la mật của vô lượng Như Lai, biết được biển trí ba la mật của vô lượng Như Lai, biết được biển các hạnh thuở xưa của vô lượng Như Lai tu, biết được biển hết thảy bổn sự của vô lượng Như Lai, biết được biển khó xả mà xả được của vô lượng Như Lai. Phật thành chánh đẳng giác, nhất định phải trải qua hạnh môn khó xả mà xả được, khó thí mà thí được. Tóm lại, nếu muốn thành Phật thì phải có tinh thần xả không được cũng phải xả,
Nếu xả không được thì còn có sự chấp trước. Có sự chấp trước thì không thể viên mãn lục độ vạn hạnh. Cho nên không xả được cũng phải xả. Người ta xả được, bạn cũng xả được. Người ta làm được, bạn cũng làm được. Đó chẳng phải là kỳ lạ gì. Người ta không xả được mà bạn xả được. Người ta không làm được mà bạn làm được. Đó mới chân thật. Tức là việc mình không làm được cũng phải làm cho được. Chẳng những làm được mà còn phải viên mãn rốt ráo. Đó mới là chân chánh Phật Pháp. Đây là hạnh bố thí Bà La Mật, biết được biển giới luân thanh tịnh của vô lượng Như Lai. Đây là hạnh môn trì giới Bà La Mật, biết được biển khảm nhẫn thanh tịnh của vô lượng Như Lai. Đây là hạnh môn nhẫn nhục Bà La Mật, biết biển tinh tấn rộng lớn của vô lượng Như Lai. Đây là hạnh môn tinh tấn Bà La Mật, biết được biển thiền định thâm sâu của vô lượng Như Lai. Đây là hạnh môn thiền định Bà La Mật, biết được biển bát nhã Bà La Mật của vô lượng Như Lai, biết được biển phương tiện Bà La Mật của vô lượng Như Lai, biết được biển nguyện Bà La Mật của vô lượng Như Lai, biết được biển lực Bà La Mật của vô lượng Như Lai, biết được biển trí Bà La Mật của vô lượng Như Lai. Đây là nói về 10 độ như biển cả, thâm sâu không thể dò, rộng không thể lường, hình dung không có bờ mé. Biết vượt qua Bồ Tát địa thuở xưa của vô lượng Như Lai, biết trụ Bồ Tát địa thuở xưa của vô lượng Như Lai. Vô lượng biển kiếp hiện sức thần thông, biết nhập Bồ Tát địa thuở xưa của vô lượng Như Lai. Biết tu Bồ Tát địa thuở xưa của vô lượng Như Lai, biết tịnh trị Bồ Tát địa thuở xưa của vô lượng Như Lai. Biết quán sát Bồ Tát địa thuở xưa của vô lượng Như Lai, biết vượt qua Bồ Tát địa thuở xưa của vô lượng Như Lai, biết an trụ Bồ Tát địa thuở xưa của vô lượng Như Lai. Trong vô lượng biển kiếp hiện sức thần thông, biết nhập vào Bồ Tát địa thuở xưa của vô lượng Như Lai, biết tu trì Bồ Tát địa thuở xưa của vô lượng Như Lai, biết tịnh trị Bồ Tát địa thuở xưa của vô lượng Như Lai, biết quán sát Bồ Tát địa thuở xưa của vô lượng Như Lai. Biết vô lượng Như Lai thuở xưa khi làm Bồ Tát thì thường thấy chư Phật. Biết vô lượng Như Lai thuở xưa khi làm Bồ Tát thì thấy hết biển chư Phật, cõi chư Phật đồng trụ. Biết vô lượng Như Lai thuở xưa khi làm Bồ Tát thì dùng vô lượng thân khắp sinh trong biển cõi. Biết vô lượng Như Lai thuở xưa khi làm Bồ Tát thì tu hạnh rộng lớn các cùng pháp giới. Biết vô lượng Như Lai thuở xưa khi làm Bồ Tát thì thể hiện đủ thứ các mối phương tiện điều phục thành thục tất cả chúng sinh. Biết vô lượng Như Lai thuở xưa khi tu hành Bồ Tát hạnh thì thường thấy mười phương ba đời tất cả chư Phật. Biết vô lượng Như Lai thuở xưa khi tu hành Bồ Tát hạnh thì thấy hết biển chư Phật, cõi chư Phật đồng trụ. Biết vô lượng Như Lai thuở xưa khi tu hành Bồ Tát hạnh thì dùng vô lượng thân khắp sinh trong vô lượng biển cõi. Biết vô lượng Như Lai thuở xưa khi tu hành Bồ Tát hạnh thì tu hạnh rộng lớn các cùng pháp giới. Biết vô lượng Như Lai thuở xưa khi tu hành Bồ Tát hạnh thì thể hiện đủ thứ các mối phương tiện để điều phục thành thục tất cả chúng sinh. Biết vô lượng Như Lai phóng đại quang minh chiếu khắp mười phương tất cả biển cõi. Biết vô lượng Như Lai hiện đại thần lực khắp hiện ở trước tất cả chúng sinh. Biết vô lượng Như Lai bậc trí huệ rộng lớn. Biết vô lượng Như Lai chuyển bánh xe chánh pháp. Biết vô lượng Như Lai thị hiện biển tướng. Biết vô lượng Như Lai thị hiện biển thân. Biết vô lượng Như Lai biển lực rộng lớn. Biết vô lượng Như Lai phóng đại quang minh chiếu sáng khắp mười phương tất cả biển cõi chư Phật. Biết vô lượng Như Lai hiện ra đại thần lực khắp hiện ở trước tất cả chúng sinh để vì chúng sinh thuyết pháp. Biết vô lượng Như Lai bậc trí huệ rộng lớn. Biết vô lượng Như Lai chuyển bánh xe chánh pháp. Biết vô lượng Như Lai thị hiện tất cả biển tướng. Biết vô lượng Như Lai thị hiện thân tướng như biển cả. Biết vô lượng Như Lai đại lực rộng lớn như biển cả. Càng Như Lai đó, từ lúc ban đầu phát tâm cho đến pháp diệt, ta ở trong niệm niệm đều thấy biết được. Các Như Lai đó, từ lúc ban đầu phát tâm cho đến pháp diệt cuối cùng, ta ở trong niệm niệm đều thấy biết được cảnh giới đó rất rõ ràng. Thiện nam tử, người hỏi ta rằng phát tâm đã được bao lâu? Thiện nam tử, thuở xưa ta trải qua số kiếp nhiều như số hạt bụi hai cõi Phật. Như ở trên đã nói, trong thế giới thanh tịnh quang kim trang nghiêm làm bồ đề thụ thần, nghe Như Lai bất thối truyền pháp giới âm thuyết pháp mà phát tâm a nậu đa la tam hiệu tam bồ đề. Ở trong số kiếp nhiều như số hạt bụi hai cõi Phật, tu Bồ Tát hạnh, sau đó mới sinh vào thế giới Ta Bà kiếp hiện này, từ Đức Phật Câu Lưu Tôn đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vị chủ dạ thần Tịch Tĩnh Âm Hải nói, thiện nam tử, ngươi đến hỏi ta rằng, ngài phát tâm Bồ Đề cho đến hiện tại đã được bao lâu?
Thiện nam tử, thuở xưa ta trải qua số kiếp nhiều như số hạt bụi hai cõi Phật, như tình hình đã nói ở trên. Trong thế giới thanh tịnh quang kim trang nghiêm, làm bồ đề thụ thần, lắng nghe Như Lai bất thối chuyển pháp giới âm diễn nói diệu pháp, mà ta phát tâm A Nậu Đà La tam miệu tam bồ đề, tức cũng là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ở trong số kiếp nhiều như số hạt bụi hai cõi Phật, tu bồ tát hạnh, sau đó mới sinh vào thế giới ta bà trong kiếp hiện này. Từ Đức Phật Câu Lưu Tôn cho đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vị Phật thứ tư trong kiếp hiền. Tại sao gọi là kiếp hiền? Vì trong kiếp này có 1.000 vị Phật xuất hiện ra đời, nên gọi là kiếp hiền. Trong Kinh Đại Bi có nói rằng, Đức Phật nói với Ngài A Nan rằng, tại sao gọi là kiếp hiền? A Nan, 3.000 đại thiên thế giới này khi kiếp sắp thành thì nước dâng lên, ngập hết. Bấy giờ trời tịnh cư dùng thiên nhãn, thấy thế giới này toàn là nước lớn. Thế có 1.000 đóa hoa sen đẹp, mỗi mỗi hoa sen đều có ngàn cánh, màu vàng ròng, ánh sáng vàng ròng soi sáng chiếu khắp, hương thơm tỏa ra rất đáng ưa thích. Trời tịnh cư đó, do thấy như vậy rồi tâm sinh hoan hỷ nhảy nhót vô lượng, mà hoan hỷ nói rằng, lạ thay, ít có, như trong kiếp này sẽ có 1.000 vị Phật xuất hiện ra đời, bởi nhân duyên đó nên kiếp này tên là hiền. Và trong kiếp này hết thảy tất cả chư Phật vị lai ta đều gần gũi cúng dường chư Phật như vậy, như trong kiếp hiện thế giới này cúng dường tất cả chư Phật vị lai, trong tất cả thế giới tất cả kiếp hết thảy chư Phật vị lai cũng đều như vậy, ta đều gần gũi cúng dường. Và trong kiếp này hết thảy tất cả chư Phật vị lai ta đều gần gũi cúng dường chư Phật như vậy, như trong kiếp hiện thế giới này cúng dường tất cả chư Phật vị lai, trong tất cả thế giới tất cả kiếp hết thảy chư Phật vị lai cũng đều như vậy, ta đều gần gũi cúng dường. Thiện nam tử, thế giới thanh tịnh quang kim trang nghiêm đó nay vẫn tồn tại, chư Phật xuất hiện ra đời liên tục không ngừng, ngươi nên một lòng tu môn Bồ Tát đại dũng mãnh này. Thiện nam tử, thế giới thanh tịnh quang kim trang nghiêm đó nay vẫn còn tồn tại, chư Phật xuất hiện ra đời liên tục không ngừng, ngươi nên phát tâm đại bồ đề, một lòng chuyên nhất tu pháp môn Bồ Tát đại dũng mãnh này, đây là khuyên siêng tu tập. Bấy giờ vị chủ dạ thần Tịch Tĩnh Âm Hải muốn thuật lại nghĩa giải thoát này vì thiện tài đồng tử mà nói kệ rằng, lúc đó vị chủ dạ thần Tịch Tĩnh Âm Hải ngài muốn thuật lại nghĩa giải thoát này vì thiện tài đồng tử mà nói kệ rằng, thiện tài nghe ta nói môn giải thoát thanh tịnh, nghe rồi sinh hoan hỷ, sinh tu kiến rốt ráo. Thiện tài, ngươi hãy chú ý lắng nghe lời ta nói, ta sẽ nói cho ngươi biết pháp môn giải thoát thanh tịnh, khiến cho ngươi nghe rồi nhất định sẽ sinh tâm đại hoan hỷ. Ngươi phải siêng năng tu học pháp môn giải thoát này cho minh bạch, hiểu biết rốt ráo. Xưa ta trong biển kiếp, sinh tâm tin ưa lớn, thanh tịnh như hư không, thường quán nhất thiết trí. Thuở xưa ta ở trong biển kiếp, phát tâm đại bồ đề, sinh tâm tín ngưỡng Phật, tâm hoan hỷ học Phật pháp, trong tâm thanh tịnh không nhiễm, như hư không thường quan sát nghiên cứu tu hành pháp nhất thiết trí huệ. Ta nơi Phật ba đời đều sinh tâm tin ưa, cùng chúng hội của Phật đều nguyện thường gần gũi. Ta đối với chư Phật mười phương ba đời đều sinh tâm tín ngưỡng và hoan hỷ. Bất cứ vị Phật nào ra đời, ta đều đến gần gũi cúng dường. Đạo tràng của chư Phật như có pháp hội, ta nhất định tham gia, lắng nghe diệu pháp của chư Phật nói, lúc nào cũng đều muốn gần gũi chư Phật. Xưa ta từng thấy Phật vì chúng sinh cúng dường, nghe được pháp thanh tịnh, tâm sinh đại hoan hỷ. Thuở xưa ta đã từng thấy tất cả chư Phật, ta đại biểu cho tất cả chúng sinh cúng dường tất cả chư Phật, nghe được diệu pháp của chư Phật nói, môn giải thoát thanh tịnh, nghe rồi tâm sinh đại hoan hỷ. Thường tôn trọng cha mẹ, cung kính mà cúng dường, như vậy không ngừng nghỉ vào môn giải thoát này. Ta thường tôn trọng cha mẹ của ta, lúc nào cũng cung kính cúng dường, chẳng khi nào ngừng nghỉ và giải đãi. Ta luôn luôn tôn trọng chư Phật, giống như tôn trọng cha mẹ. Ta cung kính Phật, gần gũi Phật, hầu hạ Phật, cúng dường Phật. Trong vô lượng kiếp, ta đều phát tâm như vậy, không ngừng nghỉ giải đãi, cho nên mới đắc được một giải thoát hỷ trang nghiêm rộng lớn này. Chẳng có mọi sự chướng ngại, đắc được chân chánh tự tại, vô câu vô thúc, không quái không ngại. Chẳng có mọi sự phiền não, nên gọi là môn giải thoát. Người già bệnh, bần cùng, các căn không đầy đủ, tất cả đều cứu giúp, khiến họ được an ổn. Đối với người già, người bệnh, người bần cùng, người sáu căn không đầy đủ, phải thương xót họ, cứu giúp họ, khiến cho họ được an ổn, khôi phục lại tự tánh vốn có, sinh hoạt lại bình thường. Phật giáo đồ phải có tinh thần từ bi làm hoài bão, phương tiện làm cửa. Nước lửa, nạn, vua cướp, các sợ hãi trong biển, sơ ta tu các hạnh, vì cứu chúng sinh đó. Người có tam tai và bát nạn,
do nghiệp lực đưa đến. Tam tai là gì? Tức là nạn nước, nạn lửa, nạn gió. Bát nạn là gì? Tức là nạn vua, nạn cướp, nạn rồng độc, nạn thuốc độc, nạn ác quỷ, nạn thú dữ, nạn dạ xoa, nạn la sát và tất cả sự sợ hãi ở trong biển. Vị dạ thần nói, thuở xưa ta tu tất cả các hạnh là vì cứu hộ tất cả chúng sinh. Phàm là chúng sinh có tạm tài bát nạn thì ta nhất định sẽ cứu họ thoát khỏi hiểm cảnh dầu sôi lửa bỏng. Phiền não luôn nóng bức, bị nghiệp chướng trói che, đọa vào các đường hiểm, ta cứu chúng sinh đó. Phiền não tức là phiền thân não tâm, đau khổ giống như lửa lớn đốt thân. Tại sao có sự nóng bức như vậy? Vì bị nghiệp chướng trói buộc và che đậy, cho nên chẳng được giải thoát, do đó mà đọa vào trong các đường hiểm. Tức cũng là đường Atula, đường Súc Sinh, đường Ngạ Quỷ, đường Địa Ngục, đây là bốn đường ác. Ta phải cứu những chúng sinh đó thoát khỏi biển khổ đến được bờ bên kia. Tất cả các cõi ác, vô lượng sự khốn khổ, sinh già bệnh chết thảy, ta đều sẽ trừ diệt. Chúng sinh trong tất cả các cõi ác, thọ vô lượng đủ thứ sự khổ não và độc hại, còn có thọ khổ sinh già bệnh chết, thương nhau mà xa lìa, ghét mà gặp nhau, cầu mà không được, năm ấm thiêu đốt, ta đều sẽ trừ diệt hết khổ cho họ. Nguyện hết kiếp vị lai, các vị các quần sinh, diệt trừ khổ sinh tử, được vui Phật, rốt ráo. Ta phát đại thệ nguyện, hết kiếp thuở vị lai, các vị tất cả chúng sinh, tiêu diệt hết sạch, tất cả khổ sinh tử, khiến cho họ được an vui rốt ráo, thưởng lạc ngã tịnh, bốn đức niết bàn của Phật. 10 bài kệ ở trên, bài kệ đầu tiên nói về nghe bảo siêng tu. Kế 8 bài kệ sau là thấu rõ hạnh xưa, 4 bài kệ trước là trí hạnh thượng cúng, 4 bài kệ sau là bi tâm hạ cứu. Bài kệ cuối cùng là kết hạnh phân đều. Thiện nam tử, ta chỉ biết giải thoát niệm niệm sinh ra hỷ trang nghiêm rộng lớn này, như các đại Bồ Tát và sâu tất cả biển pháp giới, đều biết tất cả các kiếp số, thấy khắp tất cả cõi thảnh hoại, mà ta làm sao biết được, nói được những hạnh công đức đó. Vị chủ dạ thần tịch tĩnh âm hải gọi một tiếng thiện nam tử, ta chỉ biết môn giải thoát niệm niệm sinh ra hỷ trang nghiêm rộng lớn này mà thôi, còn như các đại Bồ Tát làm thế nào vào sâu tất cả biển pháp giới, làm thế nào biết tất cả các kiếp số, làm thế nào thấy khắp tất cả cõi thành trụ hoại không, những vấn đề đó ta làm sao biết được, ta làm sao nói được những hạnh công đức đó. Thiện nam tử, trong hội Như Lai Bồ Đề đạo tràng này có chủ dạ thần tên là Thủ Hộ Nhất Thiết Thành Tăng Trưởng Oai Lực. Người nên đến đó hỏi, Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo. Thiện nam tử, ở trong pháp hội Như Lai Bồ Đề đạo tràng này có vị chủ dạ thần tên là Thủ Hộ Nhất Thiết Thành Tăng Trưởng Oai Lực. Người nên đến đó hỏi Ngài, Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo. Ngài sẽ giải thích chỉ bày minh bạch rõ ràng. Một số người học Phật hoan hỷ học theo thiện tài đồng tử, cho rằng bái sư càng nhiều thầy càng tốt. Đây là tư tưởng hoàn toàn sai lầm. Phải biết thiện tài đồng tử, tùy đi tham phương 53 vị thiện tri thức, đó là vâng lời thầy, chẳng phải tự nhiên đi bái sư, mà là trải qua sự giới thiệu của thiện tri thức. Thiện tài đồng tử vì pháp quên mình, leo núi lội nước, dãi nắng dầm mưa, trải qua năm tháng tinh tấn tiến về trước, thứ lớp tham phương thiện tri thức, cuối cùng đạt thành trí nguyện của Ngài, do đó có câu, xuất gia chẳng tham phương như Phật tổ chưa khai quang. Bây giờ thiện tài đồng tử một lòng quan sát thân chủ dạ thần tịch tĩnh âm hải mà nói kệ rằng, lúc đó thiện tài đồng tử một lòng quan sát thân của vị chủ dạ thần tịch tĩnh âm hải mà nói kệ rằng, con nhờ bạn lành dạy đi đến chỗ thiên thần, thấy thần ngồi tỏa bóng, thần vô lượng vô biên. Thiện tài đồng tử nói với vị chủ dạ thần tịch tĩnh âm hải, con nhờ người bạn lành chủ dạ thần phổ cứu chúng sinh diệu đức giới thiệu đi đến chỗ dạ thần, chỗ thiên thần. Con thấy thiên thần ngồi nơi tòa bóng sư tử, thần lượng của Ngài rộng lớn vô lượng vô biên không có bờ mé, khiến cho con vô cùng cung kính. Chẳng phải chấp sắc tướng, cho các pháp là có, người trí kém hiểu cạn, không biết cảnh giới Ngài. Chẳng phải con chấp vào sắc tướng thần thể, cho các pháp là có, là không, tuyệt đối chẳng phải như thế. Những người trí kém cỏi hiểu biết nông cạn, họ không cách gì biết về cảnh giới của Ngài. Thế gian, trời và người, vô lượng kiếp quán sát, cũng không dò lường được vì sắc tướng vô biên. Chư thiên và người thế gian, họ ở trong vô lượng kiếp quán sát cảnh giới của Ngài, cũng không thể nào dò lường được cảnh giới của Ngài. Tại sao vậy? Vì sắc tướng của Ngài vô biên, vô cùng vô tận, không cách chi dò lường được. Xa lìa nơi năm uẩn, cũng không chỗ, cũng không trụ nơi xứ, dứt hẳn nghi thế gian, hiện hiện sức tự tại.
Thân hai chẳng phải thành tựu bởi sắc thọ tưởng hành thức năm uẩn, cũng không trụ chỗ nào dứt hẳn tất cả nghi hoặc thế gian, hiện hiện sức tự tại vi diệu không thể nghĩ bàn. Chẳng chấp pháp trong ngoài, không động không chướng ngại, mắt trí huệ thanh tịnh, thấy Phật thần thông lực. Cũng chẳng chấp pháp trong, cũng chẳng chấp pháp ngoài, không lay động không chướng ngại, mắt trí huệ thanh tịnh của ngài thấy được tất cả thần thông lực của chư Phật, thiên biến vạn hóa. Thần là chánh pháp tạng, tâm là trí vô ngại, nên được trí quang chiếu, lại chiếu các quần sinh. Thân của ngài là chánh pháp tạng, tâm của ngài là trí vô ngại, nên được trí huệ quang minh chiếu sáng, lại chiếu sáng tất cả quần sinh. Quần sinh tức cũng là chúng sinh, bao quát phi tiểm động thực. Tâm tập vô biển nghiệp, trang nghiêm các thế gian, rõ đời đều tâm đó, hiện thân đồng chúng sinh. Trong tâm tích tập vô biên công đức nghiệp, trang nghiêm tất cả thế gian, pháp hữu vi và pháp vô vi, thấu rõ hết thảy tất cả thế gian đều do tâm hiện. Do đó có câu, tất cả do tâm tạo, thân thị hiện ra nhiều đồng số chúng sinh. Biết đời đều như mộng, tất cả Phật như ảnh, các pháp đều như vang, khiến chúng không chấp trước. Biết tất cả tướng thế gian thể đều như mộng huyễn, tất cả chư Phật như bọt bóng, tất cả các pháp đều như tiếng vang, đều là hư vọng không thật, khiến cho tất cả chúng sinh không chấp trước. Người tu hành trước hết phải minh bạch tất cả pháp, hoàn toàn do vọng tâm của mình biến hiện, đều là giả không. Nếu vọng tâm này không chấp trước vào tất cả cảnh giới thì trong tâm sẽ thanh tịnh. Còn có gì gọi là người, gì gọi là pháp, có gì để phân biệt, có gì để chấp trước. Nếu trừ sạch hai thứ chấp người và chấp pháp thì có thể chứng được giải thoát. Giải thoát tức là chấm dứt sinh tử, chẳng còn thọ khổ luân hồi nữa. Vì chúng sinh ba đời, niệm niệm thì hiện thân mà tâm chẳng chỗ trụ, nói pháp khắp mười phương. Vì hết thảy chúng sinh ba đời ở trong niệm niệm thì hiện tất cả sắc tướng, tất cả thân mà tâm chẳng chỗ trụ, mà đi đến mười phương thế giới. Các vị tất cả chúng sinh nói pháp, độ thoát họ, phát tâm bồ đề, tu vô thượng đạo. Vô biển các biển cõi, biển Phật, biển chúng sinh, đều trong một hạt bụi, đầy giải thoát của ngài. Có vô lượng vô biên nên các biển cõi, biển Phật, biển chúng sinh hoàn toàn đều ở trong một hạt bụi. Đây là sức giải thoát của ngài Thiên Thần, thật là cảnh giới không thể nghĩ bàn. 10 bài kệ trên, bài kệ thứ nhất rõ nhân hữu được thấy. Bài kệ thứ hai ký đối hiển thắng. 6 bài kệ kế tiếp đường tướng hiển thắng. Bài kệ cuối tổng kết viên dùng. Bấy giờ thiện tài đồng tử nói bài kệ này rồi, đảnh lễ vị chủ dạ thần, đi nhiễu quanh vô lượng vòng, ân cần chiêm ngưỡng, rồi tử tạ mà đi. Lúc đó thiện tài đồng tử nói bài kệ này rồi, bèn đảnh lễ vị chủ dạ thần, rồi đi nhiễu quanh vô lượng vòng, ân cần chiêm ngưỡng dung nhan vị chủ dạ thần, tịch tĩnh âm hải, mắt không tạm rời, tử tạ mà đi tham phương vị thiện trí thức khác.